xin được trình bày về bài là tiến trình xây dựng thí nghiệm, tiến trình xây dựng thí nghiệm bài về việc phóng xạ ánh sáng. Thì vấn kiến thức cần phải làm rõ ở đây đó là, thứ nhất là về định hướng phóng xạ ánh sáng có hai ý, đó là tia phóng xạ và tia tới cùng nằm ở trong mặt phẳng, phóng xạ mặt phẳng tới. Cái thứ hai đó là về đối với hai môi trường trong suốt thì sin góc tới, tỷ lệ giữa sin góc tới và sin góc giới hạn là một hằng số, và sin góc tới và sin góc khúc xạ là một hằng số. Thì ở phần 1 thì chúng ta đã nhắc lại cho học sinh về hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong bài trước, cho nên là ở cái phần định luật này thì phần ngay phần tình huống xây dựng vấn đề thì em sẽ sử dụng một thí nghiệm luôn, đó là em sẽ cho học sinh quan sát về hiện tượng khúc xạ luôn. Em sẽ thực hiện thí nghiệm là em sẽ xoay dần góc tới và yêu cầu học sinh là nhận xét về vị trí của tia tới và sự thay đổi của góc khúc xạ. Thì học sinh có thể phát biểu được ở đây là tia góc, khi mà góc tới càng lớn thì góc khúc xạ cũng càng lớn. Vậy thì mối quan hệ câu hỏi vấn đề chúng ta đặt ra ở đây đó là cần phải tìm một mối quan hệ có quy luật giữa tia tới và góc tới và góc khúc xạ. Vậy thì sau khi nhìn vào hiện tượng thì học sinh có thể đưa ra dự đoán đầu tiên. Dự đoán thứ nhất đó là khi góc tới càng tăng thì góc khúc xạ cũng càng tăng. Vậy thì liệu rằng góc tới y và góc khúc xạ r có tỷ lệ thuận với nhau hay không? Thì để kiểm chứng định luật này thì chúng ta sẽ cần phải đo góc tới y và góc khúc xạ r, sau đấy chúng ta sẽ lập một cái thương số và xem nếu đây là một hằng số thì dự đoán của chúng ta là đúng. Và để kiểm chứng thí nghiệm này thì em sẽ cho học sinh làm thí nghiệm với các góc tới khác nhau tăng dần từ 5 độ và cứ tăng 5 độ một lần cho tới khoảng 55-60 độ thì học sinh sẽ ra được một bảng số liệu. Ở bảng số liệu này thì học sinh sẽ nhận thấy rằng là đúng là có góc tới tăng và góc khúc xạ cũng tăng. Thế nhưng khi lập tỷ số y chia cho r thì cái tỷ số này không phải là một hằng số, vậy nên chúng ta kết luận là dự đoán đầu tiên của chúng ta là sai và chúng ta cần phải đưa ra một cái dự đoán khác. Thì ở đây em sẽ cố gắng gợi ý cho học sinh, đó là em sẽ vẽ sơ đồ cho học sinh mình. Khi mà chiếu tia sáng tới vào bán trục thủy tinh thì sẽ có tia khúc xạ. Vậy thì khi mà chúng ta tăng góc tới lên cái vị trí đầu mút A này tới tia phát tuyến và vị trí đầu mút D phẩy với tia phát tuyến, nó có mối liên hệ với nhau, tức là góc tới tăng thì cái khoảng cách D này cũng sẽ tăng và khoảng cách D phẩy cũng tăng. Vậy thì liệu rằng cái dự đoán thứ hai chúng ta có thể đưa ra đó là D này có tỷ lệ thuận với D phẩy hay không? Nhưng mà bởi vì với những dụng cụ thí nghiệm chúng ta đã làm thì chúng ta không kiểm chứng trực tiếp về đo khoảng cách D và D phẩy, mà chúng ta sẽ kiểm chứng thông qua một hệ quả, đó là D thì sẽ bằng là R nhân với cả sin góc Y, còn D phẩy thì sẽ bằng là R nhân với cả sin góc R. Vậy thì thay vì chúng ta
kiểm tra dự đoán 2 thì chúng ta sẽ kiểm tra hệ quả đó là sin gốc y và sin gốc r liệu có phải tỷ lệ chồng với nhau và thương số nó là một bằng hằng số. Và chúng ta cũng sẽ sử dụng bảng số liệu vừa lúc nãy để lập thì sau khi mà học sinh đã tính toán thì học sinh sẽ đưa ra một cái kết luận đó là sin y và sin r thương của sin y chia sin r nó cũng là một hằng số, vậy nên là dự đoán thứ hai của chúng ta là đúng. Sau đây thì chúng ta đã kết luận được là cái mối liên hệ giữa góc tới y và góc tới r. Câu hỏi vấn đề chúng ta đặt ra thứ nhất là về tia sáng là tia tối và tia khúc xạ cùng nằm trong một mặt phẳng, và cái thứ hai đó là cái kết luận sin y chia cho sin r thì sẽ là bằng một hằng số. Và sau khi giải quyết được những vấn đề đấy thì em mới nói là cái hằng số này thì nó đặc trưng cho môi trường thì mới đưa ra khái niệm về chiết xuất ạ. Thì sau khi giải hết cả bài rồi thì mới chốt ra được cái biểu thức hay dùng cho học sinh đó là n1 sin y bằng n2 sin r.